Xin chào tất cả các em, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần lịch sử khối 6 ở chủ đề thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập. Chúng ta đã tìm hiểu về các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ những năm 40 đến thế kỷ thứ 9 và ở tiết trước chúng ta tìm hiểu về cuộc khởi Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân từ năm 542 đến 602. Ở tiết học hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn chúng ta tìm hiểu về hai cuộc khởi nghĩa nữa, đó là cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan ở thế kỷ thứ 8 và khởi nghĩa Phùng Hưng ở khoảng thời gian 776 đến 791. Để tìm hiểu hai cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và nghĩa Phùng Hưng, các học sinh chúng ta sẽ lật sách giáo khoa và đọc từ trang 62 đến trang 66, đồng thời theo dõi bài giảng và ghi chép vào vở. Nếu có gì thắc mắc, chúng ta liên hệ với giáo viên bộ môn và giáo viên bộ môn sẽ giải thích chấp đáp của các bạn vào bài giảng tiếp theo. Cũng giống như các cuộc khởi nghĩa khác, cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện vào bảng biểu. Thì chúng ta đã tìm hiểu ba cuộc khởi nghĩa trước đó, Hai Bà Trưng, Bà Triệu và Lý Bí rồi. Thầy sẽ nhắc lại cuộc khởi nghĩa Lý Bí một xíu. Bạn nào chúng ta chưa chép vào vở thì chúng ta có thể hoàn thiện vào vở như sau. Về thời gian, từ năm 542 đến 602, cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo và diễn biến chính là năm 542, Lý Bí phát cờ khởi nghĩa, học kỳ khắp nơi kéo về hưởng ứng, chưa đầy 3 tháng chiếm được thành Long Biên. Và từ năm 542 đến 543, nhà Lương hai lần đem quân cử sang đàn áp nhưng đều thất bại. Và kết quả ban đầu, cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi và thành lập nước Vạn Xuân vào năm 544. Tuy nhiên, đến năm 548 thì Lý Bí mất và giao binh quyền cho Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến chống quân Lương xâm lược. Triệu Quang Phục lúc bấy giờ đã rút về Đầm Dạ Trạch và tiếp tục kháng chiến thắng lợi, sau đó tự xưng là Triệu Việt Vương. Đến năm 571 thì một trong những người họ Lý là Lý Phật Tử đã về cướp ngôi và tự xưng là Lý Nam Đế. Và để phân biệt với Lý Nam Đế của Lý Bí thì người ta gọi là Hậu Lý Nam Đế. Đến năm 603 thì nhà Tùy đem 10 vạn quân sang xâm lược. Lúc bấy giờ Lý Phật Tử chống cự không nổi và bị bắt về nhà Tùy, nước Vạn Xuân lúc bấy giờ sụp đổ. Tuy cuộc khởi nghĩa Lý Bí thành công giai đoạn đầu và nước Vạn Xuân sụp đổ vào năm 603, tuy nhiên nó thể hiện được ý nghĩa đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta, khẳng định thế lực phong kiến Trung Quốc không thể cai trị nhân dân ta một cách vĩnh viễn được. Và hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn tìm hiểu cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan diễn ra vào khoảng thế kỷ thứ 8. Vậy khi Mai Thúc Loan như thế nào, chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phim như sau. Năm 722, trong lúc chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa, Mai Thúc Loan lại bị ép đi phu một lần nữa. Vốn là người có chí lớn, lại được mọi người tín nhiệm hưởng ứng, Mai Thúc Loan hô hào nghĩa sĩ đứng dậy khởi nghĩa đánh đuổi bọn ngoại bang tàn bạo, quyết rửa nỗi nhục mất nước, đánh đuổi quân xâm lược. Mai huynh, dưới núi lại xảy ra bắt bớ người đi phu. Đi thôi, xuống núi. Tôi đã đi phu năm nay rồi. Chẳng phải chính quyền đô hộ nhà Đường quy định dân đinh mỗi năm chỉ phải đi phu từ 20 đến 50 ngày thôi sao? Tại sao mọi dân đinh nghèo khổ đều phải quanh năm đi lao động không công để phục dịch cho bọn thống trị các người? Cấm mưu, bắt nó luôn cho ta, bắt hết. Bất cứ tên nào chống đối, giết hết bọn chúng cho ta. Không sao, ta sẽ nhân dịp này trà trộn vào đoàn khu phen, kêu gọi toàn thể đoàn khu đồng lòng vùng dậy chống ách đô hộ của nhà Đường. Dân ta không thể tiếp tục chịu đựng mãi cảnh bị áp bức bất công được nữa. Đất nước ta rơi vào cảnh giặc phương Bắc hàng trăm năm, nhân dân ta bấy nay phải chịu trăm bể bi thương, cũng bởi bè lũ bất nhân nhà Đường ham vui hưởng lạc, coi mạng người như cỏ rác. Đã đến lúc chúng ta phải vùng dậy, tiếp bước hồn thiêng của các bậc anh hào đi trước. Nay ta nổi lửa hiệu triệu anh em, hợp sức cùng dân chúng chặn cơn khốn cùng, giành quyền tự chủ cho dân tộc. Năm 713, Mai Thúc Loan được nghĩa quân suy tôn là Ma Hắc Đế. Thanh thế của nghĩa quân tăng lên nhanh chóng. Ông còn liên kết với Champa, Chân Đạp cùng chống lại ách đô hộ của nhà Đường và giành được thắng lợi to lớn. Cuộc khởi nghĩa do Mai Thúc Loan lãnh đạo được coi là một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của dân tộc ta dưới thời Bắc thuộc.
năm 713, Hoan Châu. Sông lên! Sông lên! Sông lên! Sông lên! Thưa Hoàng đế, có thư từ Champa và Chân Lạp gửi tới ạ. Tốt rồi. Với sự hội quân của nhiều lực lượng tại vùng Giao Châu, đội quân của ta lúc này đã lên đến 20 vạn người. Người Việt miền xuôi cũng như tù trưởng và dân chúng miền núi đều đang nhiệt liệt hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của ta. Việc đi giao thiệp liên kết với các nước Champa, Chân Lạp ở phía Tây và cả nước Kim Lân để chống lại nhà Đường cũng đã thành công. Dưới sự chỉ đạo tài tình của bệ hạ, nghĩa quân ta đã làm chủ hoàn toàn Hoan Châu. Nay có sự liên kết với các nước láng giềng, việc đánh chiếm thành Tống Bình hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Đúng như vậy. Lòng quân đang lên, việc cấp bách lúc này là phải tích cực chuẩn bị cuộc tấn công ra Bắc, tiêu diệt chính quyền đô hộ tại thành Tống Bình. Mau, vừa vét hết cuộc này trốn về Trường An báo lại cho triều đình ngay. Mẹ lúc ăn năm này phản hết rồi. Sau cuộc tấn công ra Bắc tiêu diệt chính quyền đô hộ, Mai Trúc Loan xưng đế hiệu, tự đặt mình ngang hàng với các hoàng đế phương Bắc. Tuy nhiên, nền độc lập dân tộc vừa giành được không lâu thì Mai Hắc Đế đã cùng nhân dân phải đương đầu với cuộc xâm lăng mới của nhà Đường. An Nam lại nổi loạn. Nhà Đường ta đang vào thời cường thịnh nhất mà không chế ngự nổi đám man di đó sao? Dạ thưa bệ hạ, xứ An Nam xưa nay vốn chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn phục tùng thiên triều ta, cứ có cơ hội là chúng lại vùng dậy. Khốn kiếp! Phải răn đe lũ An Nam cho chúng biết thế nào là sức mạnh của thiên triều ta. Lần này phải tiến công ồ ạt, mang quân sang đánh cho chúng xác đắp thành gò mới thôi, để lần sau chúng không dám lập phản nữa. Thưa bệ hạ, việc đem quân đi dẹp loạn An Nam lần này xin hãy giao cho thần. Thần sẽ mang quân sang đánh bất ngờ, chúng sẽ sớm tan rã thôi. Được lắm, ta giao cho ngươi 10 vạn quân. Thưa bệ hạ, quân nhà Đường do Dương Tư Húc cầm đầu đã đưa 10 vạn quân gồm cả bộ binh và thủy binh từ phía nam của Khâm Châu vượt qua vùng biển Đông Bắc mà tràn vào nước ta. 10 vạn quân à? Xem ra ta đã chủ quan trong việc đối phó với chúng rồi. Ngay bây giờ, hãy cho tập hợp tất cả lực lượng, mang quân đi cầm cự ở những điểm sung yếu. Hãy cho chuẩn bị giáp binh, ta sẽ ra trận chỉ huy binh sĩ chiến đấu. Bệ hạ, thành Tống Bình đã rơi vào tay quân Đường rồi, phải mau rút quân về cố thủ thành Vạn An thôi. Tình hình chiến đấu của quân ta sao rồi? Thưa bệ hạ, quân ta đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng vì quân địch quá mạnh, quân giặc đang tiến đến thành Vạn An, e rằng... Vậy là sự nghiệp cứu dân cứu nước của ta đã thất bại. Thật đau đớn vì ta vẫn chưa thể tiếp bước tiền nhân, thực hiện khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc. Bệ hạ ơi! Bệ hạ! Bệ hạ! Năm 722, nghĩa quân của Mai Hắc Đế tuy đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng do thiếu kinh nghiệm trận mạc và trang bị quá thô sơ nên cuộc khởi nghĩa. Như vậy, các em vừa theo dõi cuộc khởi nghĩa của Mai Trúc Loan ở thế kỷ thứ 8. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện vào bảng biểu như sau. Về thời gian, đầu thế kỷ thứ 8, cuộc khởi nghĩa do Mai Trúc Loan lãnh đạo. Thì về diễn biến nổ ra ở Hoan Châu, thì Mai Trúc Loan liên kết với nhân dân ở Champa và khắp Giao Châu và nhanh chóng chiếm được Tống Bình. Lúc bấy giờ, viên đô hộ Giao Châu là quan Sở Khách,
đã phải chạy về Trung Quốc, và nền độc lập tự chủ dân tộc được duy trì gần một thập kỷ, từ 713 đến 722. Đến năm 722 thì nhà Đường cử một trong những viên tướng của mình, đó là Dương Tư Húc, đem 10 vạn quân sang đàn áp. Lúc bấy giờ Mai Hắc Đế thua trận và quân giặc đã điên cuồng tàn sát nghĩa quân và nhân dân ta. Tuy cuộc khởi nghĩa đến năm 722 thì kết thúc, nhưng nó thể hiện ý chí đấu tranh nhà độc lập cũ quyền của nhân dân ta và khẳng định thế lực phong kiến Trung Quốc không thể cai trị nhân dân ta một cách vĩnh viễn được. Và tiếp theo, cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan ở đầu thế kỷ thứ 8 thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn chúng ta tìm hiểu một trong những cuộc khởi nghĩa ở khoảng cuối thế kỷ thứ 8, từ 776 đến 791, là cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng. Vậy cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi đoạn phim như sau. Nửa sau thế kỷ thứ 8, triều đình nhà Đường ngày càng suy yếu. Các tiết độ sứ ở nước ta càng ra sức bóc lột nhân dân một cách nặng nề. Đô hộ A Nam lúc đó là Cao Chính Bình đã bằng mọi cách bòn rút của cải, khiến đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Trong bối cảnh đó, Phùng Hưng đã đứng lên chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Đường. Cuối cùng thì nhờ có công đánh lui các toán giặc cướp từ ngoài biển kéo vào, ta cũng được thăng chức. Giờ ta đã là người thay mặt vua nhà Đường đứng đầu cai quản An Nam. Giữa cảnh triều đình nhiễu nhương, mình ta ở cõi này phải nghĩ kế vơ vét, tích trữ nhiều của cải mà phòng thân. Kẻo sau này giữ bể tranh hùng, có ngày ta lại hóa thành kẻ thất thế không chừng. Nghĩa quân ta sau thời gian luyện tập nay cũng đã có thể nổi dậy làm chủ Đường Lâm rồi. Chỉ bằng lợi dụng địa thế thuận lợi của vùng đồi gò sông suối bao quanh, có núi Ba Vì làm điểm thế tựa, ta sẽ xây dựng Đường Lâm làm căn cứ vững chắc, rồi hàng phục được các ấp lân cận, xây dựng thành căn cứ hiểm yếu chống giặc. Đúng vậy, trước hết ta nổi dậy ở Đường Lâm. Nếu giành thắng lợi, thành quả của chúng ta sẽ đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm hờn lâu nay vẫn âm ỉ trong lòng nhân dân. Hôm nay là Đường Lâm, ngày mai cuộc khởi nghĩa của ta sẽ lan đi khắp các châu huyện. Huynh, việc phát động khởi nghĩa của ta đang vô cùng thuận lợi. Ở các ấp láng giềng, họ đều xin theo cả, đến đâu cũng không có điều gì là không trôi chảy. Nhờ vào uy tín của Phùng Hưng, nhân dân từ khắp các miền đất giao châu ai nấy đều theo về. Đệ nóng lòng được vùng lên giết chết tên đại tham quan Cao Chính Bình, phải chứng kiến dân bạc mặt đói cơm, quan thể say sưa hưởng lạc, có kẻ nào làm đấng nam nhi mà không cảm thấy căm phẫn? Đúng là chúng ta đã được nhân dân ủng hộ, nhưng ta nhận thấy lực lượng chưa thật đủ mạnh để đè bẹp quân địch. Nghĩa quân cần phải tỏa đi xung quanh chiêu mộ thêm binh lính và sắm thêm vũ khí. Gần đây, quân lính ở Tống Bình đã có nhiều bất mãn. Người Côn Lôn, Trà Và đang đem quân đánh nhà Đường ở phía nam, chỉ chờ quân lính thành Tống Bình nổi loạn. Chúng ta sẽ nhân cơ hội đó đem quân về mà lật đổ chính quyền đô hộ. Vì được nhân dân sẵn lòng mến phục nên khi Phùng Hưng dương cờ giấy binh, quân chúng theo về rất đông. Chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân lên tới vài vạn người. Nghĩa quân nhiều lần đánh cho quân giặc các vùng phụ cận phải tháo chạy. Sau một thời gian chuẩn bị khởi nghĩa, nghĩa quân Phùng Hưng tiến quân đánh vào phủ đô hộ. Với kế hoạch chia quân đánh địch từ nhiều phía, đặc biệt là kế sách bao vây thành Tống Bình, nghĩa quân của Phùng Hưng đã nhanh chóng đánh cho quân giặc tan rã. Với chiến thắng oanh liệt, dân tộc ta thoát khỏi ách thống trị của nhà Đường, giành quyền tự chủ một lần nữa. Tất cả đạo quân hãy nhớ nhiệm vụ của mình, có bất cứ động tĩnh gì hãy chủ động tiến đánh. Để xem đám giặc cỏ các ngươi cầm cự được bao lâu. Tấn công!
Tuyên đại nhân, cuộc đấu diễn ra trong nhiều ngày, lực lượng quân ta thương vong vô kể, thây chất thành đống, máu chảy thành suối. Quân của Phùng Hưng còn được nhân dân hết sức ủng hộ, đem cả trâu bò lợn gà tiếp tế nghĩa quân, khiến tinh thần chúng dâng cao ngùn ngụt. Nguy to rồi, bây giờ quân cứu viện không tới kịp, ta tiến cũng không xong, bò chạy cũng không nổi, mau mau đóng chặt cửa thành lui về cố thủ. Bẩm đại nhân, quân của Phùng Hưng đang cho vây thành, e rằng quân cứu viện sẽ không đến kịp để ứng cứu. Hả? Ta phải làm sao? Phải làm sao? Quân Phùng Hưng đã vây thành rồi, ta đánh cũng không xong, bỏ chạy cũng không nổi. Hắn sẽ giết ta, hắn sẽ giết ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta không... Thưa tướng quân, theo tin bên trong thành, Cao Chính Bình trong thành lo sợ quá nên đã sinh bệnh ốm chết rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Tấn công! Phá thành! Sau cuộc tiến công vào thành Tống Bình giành được thắng lợi, Phùng Hưng chính thức lên ngôi vua, bắt đầu xây dựng nền tự chủ. Ông xưng vương được 7 năm thì mất, con trai ông là Phùng An lên nối nghiệp được 2 năm thì đất nước lại rơi vào tay giặc. Với công lao và sự nghiệp lẫy lừng, người đương thời đã vô cùng mến mộ và suy tôn ông là bố cái đại vương. Như vậy, thông qua đoạn video vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng diễn ra từ năm 776 đến 791, do Phùng Hưng cùng em trai Phùng Hải đã lãnh đạo, và sau này là con trai ông là Phùng An nối nghiệp. Thì cuộc khởi nghĩa nổ ra vào khoảng năm 776. Phùng Hưng cùng em trai là Phùng Hải đã tập hợp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm, chính là ở Sơn Tây Hà Nội ngày nay, và nhanh chóng bao vây tấn công thành Tống Bình. Lúc bấy giờ thì viên đô hộ ở Tống Bình, đó là Cao Chính Bình, đã phải rút quân vào cố thủ trong thành. Sau đó thì tên này đã sinh bệnh mà chết. Phùng Hưng chiếm được thành và sắp đặt việc cai trị. Tuy nhiên, ít lâu sau thì Phùng Hưng mất và con trai của mình là Phùng An lên nối nghiệp cha. Đến năm 791 thì nhà Đường đem quân sang đàn áp và cuộc khởi nghĩa lúc bấy giờ thất bại. Tuy cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng thể hiện được ý chí đấu tranh độc lập và chủ quyền của nhân dân ta, khẳng định các thế lực phong kiến Trung Quốc không thể cai trị nhân dân ta một cách vĩnh viễn được. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong hai cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và cuộc nghĩa Phùng Hưng đều diễn ra trong thế kỷ thứ 8 các bạn ha. Thì chúng ta về nhà quan sát hình 45, 46 và 50 sách giáo khoa và đọc nhận xét của nhà sử học Lê Văn Hưu để đánh giá công lao của các anh hùng dân tộc trong thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh nền độc lập của nhân dân ta như thế nào. Các em chúng ta về nhà học bài, làm bài tập và vở ôn tập các kiến thức đã học ở chủ đề thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh nền độc lập. Các em chúng ta có thắc mắc gì, chúng ta có thể liên hệ với giáo viên bộ môn để giáo viên bộ môn chúng ta giải đáp. Chúc em học tập tốt.